Sau hơn nửa tháng neo bờ vì thời tiết xấu, ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hối hả chuẩn bị nhiên liệu thực phẩm, khẩn trương vươn khơi bám biển. Bà con ngư dân hy vọng chuyến ra khơi này sẽ đánh bắt được nhiều cá tôm, bởi sau những ngày sóng to gió lớn thì nguồn hải sản lại dồi dào. Dịch bệnh, thời tiết diễn biến xấu, hơn nửa tháng qua tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không thể ra khơi sản xuất. Vì vậy, trong ngày đầu biển lặng, các bến bãi, cảng cá đều tấp nập tàu thuyền, cập bến nạp nhiên liệu, lương thực thực phẩm. Bà con chạy đua với thời tiết để vươn khơi mưu sinh và có thêm nguồn thu nhập trang trải các khoản chi tiêu trong dịp cuối năm. Vươn khơi bám biển không chỉ sản xuất nâng cao thu nhập, mà còn là tinh thần say mê lao động của những người theo nghiệp sóng nước. Vì vậy, trời yên biển lặng luôn là niềm vui bất tận của bà con ngư dân ở các làng chài ven biển của tỉnh Quảng Ngãi.